Chơi game điện tử liệu có lợi hay là có hại cho sức khỏe? Hôm nay trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn là rất nhiều người có thể nghĩ rằng là video game điện tử là làm hại cho sức khỏe, nhưng cũng có những người thì nghĩ rằng là video game điện tử là những trò chơi giải trí trong thời gian rảnh khi chúng ta sau giờ làm hoặc là sau một ngày mệt mỏi. Trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn là cái lợi của liệu video game hay là các trò chơi điện tử có gì lợi cho sức khỏe hay là không. Việc đầu tiên trước khi bắt đầu nói đến vấn đề lợi hay hại thì mình muốn nói rằng là bất kỳ cái gì mà nhiều quá thì cũng có hại cho cơ thể, kể cả là nếu mà các bạn ăn nhiều súp lơ xanh quá thì cũng có hại cho sức khỏe, hay là các bạn uống nhiều nước quá, ví dụ như là trên 6 lít nước một lần thì các bạn cũng có hại cho sức khỏe và có thể là gây đến chết người luôn. Nhưng mà việc đầu tiên cũng giống như là vấn đề khi các bạn ví dụ như không ra khỏi nhà, ngồi trong nhà mãi thì cũng có hại cho sức khỏe, hoặc là các bạn ngồi máy tính thường xuyên cũng có hại cho sức khỏe. Nhưng mà cũng có nhiều khoa học chứng minh về vấn đề lợi khi các bạn chơi trò chơi điện tử. Ví dụ như đã có một cái sự chứng minh khoa học là một cái experiment khi người ta làm là cho 64 người chơi trò chơi Mario 30 phút trong một ngày và chơi như thế liên tục trong 3 tháng thì trong não bộ của con người đã tăng thêm cái sự chất ghi trong não bộ, và khi đó con người sẽ tăng thêm trí nhớ này, sẽ tăng thêm chiến thuật trong cái phần não và tăng thêm khả năng điều khiển bằng những ngón tay gọi là sự coordination bằng ngón tay cũng tốt lên rất là nhiều. Và thường là khi những cái bệnh liên quan đến thần kinh thì những cái ba bộ phận này đều bị giảm đi trong cơ thể. Ngoài ra chơi game các bạn còn tăng thêm khả năng gọi là tập trung của não bộ. Ví dụ như là chúng ta sẽ làm thử một cái experiment như sau. Đây là màu xanh lá cây, đây xanh nước biển, đây là màu da cam. Bây giờ tiếp tục các bạn hãy thử tự nói mà không có mình nhắc nhé. Đấy, như các bạn có thấy càng tiếp tục thì càng khó, bởi vì màu không trùng với cả cái lời mà nó viết ở trên màu. Thế nhưng mà nếu mà các bạn chơi game điện tử mỗi từ 5 cho đến 10 tiếng trong một tuần, có nghĩa là trung bình là một ngày chơi khoảng 1 tiếng, thì cái não của các bạn sẽ tỉnh táo hơn và sẽ có những cái sự tập trung cao hơn. Thực ra trong học tập thì cũng có rất là nhiều trò chơi có thể áp dụng đối với trong trường học. Tất nhiên là nó không phải là những trò chơi mà các bạn hay chơi hàng ngày chơi trên điện tử, nhưng có nhiều trò chơi giúp cho những người bị bệnh gọi là khó đọc ở bên Mỹ, thì những người như thế thì sau khi chơi game xong thì họ đã tăng khả năng đọc lên và làm nhiều lỗi khi bị đọc hơn, ít lỗi khi bị đọc hơn. Ngoài ra khi các bạn chơi game điện tử thì sẽ tăng thêm khả năng nhìn, chính xác hơn là tăng khả năng cảm nhận thấy các cái vùng tối và sáng, nhất là khi các cái tone thay đổi màu từ màu ấm đến màu lạnh hơn. Nói chung là năng đã tăng 58% phần thị lực. Thường là người già thì bị bệnh giảm thị lực, vì thế nên là cũng có những trò chơi dành riêng cho người già để tăng thị lực. Và khi chơi như thế thì làm cho não không bị già đi tới tận cả 7 tuổi. Ví dụ các bạn hãy thử tập trung chơi thử một trò chơi về sự gọi là tập trung nhé. Đây cái quả bóng, cái viên bi màu xanh này, các bạn hãy tập trung nhìn nó. Tí nữa nó sẽ biến thành màu vàng và tôi sẽ chỉ xem các bạn có nhận ra được đâu là quả bi màu xanh không. Đây có phải màu xanh không? Đấy, nếu mà các bạn nhìn ra được đó không phải là quả bi màu xanh, thế bây giờ các bạn hãy thử với ba quả bi màu xanh xem. Đấy, các bạn hãy nói trả lời xem đây có phải quả màu xanh không, nếu mà không thì cũng đúng. Thế nhưng mà bây giờ các bạn hãy thử xem nếu mà có 5 viên bi màu xanh thì sao. Cái này có phải xanh không? Đó, nó là màu xanh. Đấy, bình thường thì một người mà không, một con người bình thường thì người ta có thể để ý được từ 3 cho đến 4 viên bi. Nhưng mà những người mà chơi game, những người hay chơi game thì sẽ có để ý được đến 6 cho đến 7 viên bi. Và các bạn có thấy rằng là bây giờ có rất là nhiều công nghệ trong y học, là có những bác sĩ sửa phẫu thuật bằng những cái máy laser, đó cũng giống như là chơi một trò chơi điện tử mổ qua
Và những bác sĩ mà thường đã từng chơi game thì thường là làm ít lỗi hơn là những bác sĩ chưa bao giờ chơi game. Nhưng các bạn nên nhớ là chơi nên chơi vừa đủ chứ không, và cũng nên nhớ đi chơi ở ngoài đường nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Đây là một bài dịch từ trên kênh của canal Science.